Xin chào các anh chị và các bạn. Tuần này mình tiếp tục làm video để phân tích kế hoạch giao dịch tuần mới nha, để cho các anh chị và các bạn có cái tham khảo. Thì cũng rất nhiều anh chị cũng muốn mình làm nhiều video phân tích hàng tuần. Thì mình cũng sẽ cố gắng làm được nhiều video hơn. Và thời gian tới nếu mà rảnh thì mình cũng sẽ làm thêm những cái video về các lĩnh vực khác, những cái kiến thức khác để chia sẻ cho các anh chị và các bạn. Thì cũng mong các anh chị và các bạn ủng hộ mình nha. Nhớ anh chị nào các bạn mà các bạn chưa đăng ký kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh để có những cái video nào mới nhất sớm nhất thì các anh chị và các bạn cũng có thể là nhận được thông báo và có thể xem được. Thì nó có cái nút chuông ở gần cái chỗ đăng ký này, sau khi các anh chị đăng ký xong nhấn một cái nút chuông đó thì khi up video lên thì cái chuông nó sẽ báo cho các anh chị các bạn biết là có video up lên nha. Hiện tại thì thị trường cũng có nhiều cái biến động do tình hình thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì nó đang còn xảy ra thì cũng có một số cái cặp biến động chủ yếu như thể là đồng USD thì là biến động tương đối là lớn. Còn về Bitcoin và Ethereum thì thị trường nó cũng đang đi sideways, đi ngang và ở rất gần cái vùng đáy. Có thể đây là vùng đáy cho chờ đợi cho cái thời gian vào cuối năm có thể là thị trường sẽ đi lên. Nên các anh chị và các bạn cũng có thể là xem xét để tìm những cơ hội mình vào lệnh nhé. Thì những anh chị nào các bạn mà đang quan tâm đến Forex, lĩnh vực đầu tư á, thì cũng có thể liên hệ mình. Nếu mà chưa có kiến thức rõ ràng hoặc chắc chắn á, thì cũng nên tìm hiểu kỹ ở trên mạng á, và cũng chơi thử trước để tìm hiểu về thị trường, biết về thị trường trước đã. Rồi sau đó mới nạp tiền thật vào. Thì mình cũng được biết rất nhiều các anh chị đã mất mát rất nhiều khi mà kiến thức chưa được vững vàng, chưa được chắc á, mà mình đã đầu tư vào cái tiền thật và sẽ bị thua lỗ rất nhiều. Khi đó là cái tỷ lệ mình cứu lại hoặc là mình lấy lại được tài khoản là rất khó nha. Tại vì cái khi đó là cái số vốn của các anh chị đã bị mất đi và tâm lý là gỡ lại á. Nên khi mà chơi hoặc là thực hành một cái phương pháp nào đó để tuân theo thì mình hay bị cái tâm lý. Khi mà bị tâm lý rồi thì rất là khó chơi. Thì nên các anh chị các bạn nên, thứ nhất là nếu mà tìm hiểu thì cần một khoảng thời gian tương đối là dài và cũng phải tìm hiểu và trải qua một thời gian đã thì mới chơi được, với đầu tư được. Còn nếu các anh chị nào mà không có thời gian hoặc là không có thời gian tìm hiểu đó, hoặc là bận rộn công việc thì nên tìm một người có kiến thức, người ta đầu tư đã lâu rồi, người ta định hướng cho cái con đường đi từng bước này. Ví dụ cần phải tìm hiểu những đâu, học những cái gì trước này, và quản lý vốn thế nào, tâm lý giao dịch thì cần thế nào, thì nhờ những cái đó có một người định hướng cho các anh chị và các bạn thì nó sẽ hạn chế cho các anh chị và các bạn rất nhiều thứ, dẫn đến cái mà các anh chị tránh được cái thua lỗ mà không cần thiết. Thì cái đó cũng là một lời khuyên để mình khuyên cho những cái anh chị mà mới bắt đầu tham gia vào thị trường hoặc chưa hiểu rõ về thị trường. Tại vì khi mà chưa hiểu rõ về thị trường á thì mình có những cái nó rất mông lung. Có những lúc các anh chị tự tìm hiểu, tự chơi thì sẽ trải qua những cái giai đoạn là mình đã tự mãn với bản thân, hoặc là mình đã nghĩ là mình đã tìm ra được phương pháp, hoặc là mình đã hiểu, là tưởng là kiến thức của mình đã chắc chắn, đã vững chắc rồi, đã chơi được ở trên cái thị trường, đã đầu tư được trên cái thị trường này để tài chính rồi. Nhưng mà thật ra những cái đó là chỉ với những người đang tìm hiểu đó, nó cũng trải qua những cái giai đoạn. Sau một khoảng thời gian các anh chị sẽ nhìn lại, hoặc là thua lỗ mất mát các anh chị nhìn lại, các anh chị sẽ thấy được là tại sao ngày trước kiến thức của mình nông cạn này, hoặc là tại sao ngày trước mình chưa có kiến thức mấy mà mình nghĩ là mình đã có kiến thức nhiều, hoặc là mình đã chưa trải qua nhiều những cái va chạm với thị trường. Thì đó là những cái mà các anh chị sẽ rút ra được thời gian và kinh nghiệm, sẽ đưa các anh chị và sẽ làm cho các anh chị chắc chắn hơn và có những nguồn kiến thức và có những cái suy nghĩ nó tốt hơn. Thì mình cũng khuyên các anh chị là nên cần thời gian để tìm hiểu nhiều về cái thị trường này. Và cũng xác định một số cái mục tiêu nó rõ ràng một chút. Mình tham gia thị trường này là vì sao? Đây là một cái thị trường giao dịch tài chính, nó công khai và nó minh bạch, nó cũng không có cái gì cả. Tất nhiên là khi mình tham gia vào thị trường này thì nó cũng có một số cái mà nó bất lợi cho mình. Một số cái mà nó cũng đang còn hạn chế, nhưng mà đó là mình nghĩ cái đó là một cái phần nhỏ thôi, nó cũng không có đến nỗi là quá quan trọng. Tại vì mình đã tham gia cái thị trường tài chính như thế này là mình đã chấp nhận được những cái rủi ro, những cái
đó rồi xảy ra thì mình cũng phải tìm cách để mình làm sao nó tốt hơn, chia nhỏ cái rủi ro ra, hoặc là mình phải tìm được những cái phương pháp, hoặc là mình nghiêm túc để tìm cách mà có được lợi nhuận từ thị trường này. Thì đó cũng là những cái mà mình muốn chia sẻ cho những anh chị mới chơi. Còn những cái anh chị mới chơi, mới tìm hiểu về Forex, thị trường tài chính, còn những anh chị đã chơi lâu năm thì cũng có nhiều anh chị cứ đi lòng vòng, đi đi mãi, lòng vòng mãi mà cũng không tìm được ra một cái định hướng, một cái con đường nào nó rõ ràng một chút để mình có thể là chơi tốt hơn. Cứ hôm nay sẽ gặp người này một cái phương pháp hay, một cái công cụ hay, học được vài hôm thực thực hành không không tốt lại chuyển qua người khác, vài hôm lại chuyển qua người khác. Đó, người này nói tí, người kia nói tí, giống như đẻo cày giữa đường đó. Mỗi người chỉ các anh chị, những người đó là chỉ có đi theo và thấy người ta nói sao để hiểu vậy và tìm hiểu vậy thôi, và cuối cùng là không rút ra được cái gì cho mình, không tìm hiểu được một cái gì cho mình, không có một cái gì, mọi kiến thức nó chỉ mông lung và nó sẽ lộn xộn đảo lộn đi, rồi cuối cùng là không hiểu được rõ thị trường nó ra sao. Thì đó là cũng một số cái mà rất nhiều các anh chị thắc mắc trong thời gian vừa qua, và mình cũng muốn chia sẻ một chút như vậy để cho các anh chị các bạn có được những cái nhìn nhận lại bản thân, nhìn lại nhận lại mình và xem coi mình có thực sự là đam mê và sở thích, có nghiêm túc với nghề hay không, có nghiêm túc với cái thị trường tài chính hay không. Mình chỉ có nói các anh chị cứ nghĩ này, người ta học đại học sau cũng 12 năm học, còn mình học đại học là 5 năm nữa ra, còn đang còn phải thực hành với có cái nghề nó tốt, thì cái thị trường này cũng các anh chị cũng cứ nghĩ vậy đi, cho nó thời gian vài năm đi đó, rồi các anh chị tìm hiểu, các anh chị thực hành, các anh chị học hỏi đủ các thứ, thì khi đó các anh chị mới có được một cái gọi là cái nghề, và khi đó mới là chính thức là các anh chị gọi là đầu tư. Còn hiện tại mình nghĩ là mọi người tham gia vào thị trường chỉ là mới là chơi thôi, mà để làm sao chơi thành đầu tư thì các anh chị phải biết cách và biết rút ra những cái tốt, những cái mà nó mang lại được lợi nhuận cho mình và hạn chế những cái rủi ro các anh chị phải mắc phải. Đó, thì mình hôm nay mình cũng chia sẻ sơ cho các anh chị một số điều như vậy, thì mong là các anh chị cũng có thể hiểu được về thị trường này một phần nào. Thì mình cũng cố gắng trong những thời gian tới mình cũng sẽ làm được nhiều cái video nó tốt hơn để giúp cho các anh chị và các bạn có được một nguồn kiến thức nhiều. Thì mong anh chị là có thể là theo dõi và ủng hộ mình nhiều hơn nha. Rồi, hôm nay mình tiếp tục đi phân tích về thị trường coin, forex, những cặp mà trong tuần tới các anh chị có thể là chú ý, thì thấy những cái cặp nào mà có thể những cái tín hiệu tốt, những cái dấu hiệu tốt thì các anh chị, các bạn cũng có thể tham gia vào nha, thị trường nha. Rồi mình qua chart biểu đồ, mình bắt đầu từ Bitcoin đi. Thì Bitcoin cái thời gian trước thì mình cũng có đã phân tích rồi, cái video trước mình cũng đã phân tích rồi. Thì hiện tại nó đang nằm ở những cái vùng hỗ trợ này, hỗ trợ giá tương đối là mạnh. Đây các anh chị để ý đây, tất cả là đây là một những cái vùng hỗ trợ của nó giá này. Đây, đây là những cái đáy cũ của nó, và nó đã cái đáy này nó đã về nó test lại rất nhiều lần. Các anh chị nên nhớ là vùng hỗ trợ chứ không có thể điểm hỗ trợ nha. Đó. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ của giá. Và cái xu hướng nó cũng là một cái xu hướng nó đang giảm. Đây các anh chị để ý. Đây, đây là một cái xu hướng giảm và chưa có dấu hiệu gì đảo chiều, chưa có dấu hiệu gì là tăng đúng không? Đây, thì hôm trước mình cũng nói các anh chị là không vội mua BTC từ cái vùng ở trên này, mình nói các anh chị là không vội mua Bitcoin vào thời điểm này. Trong thời gian vừa rồi thì nó cũng không biến động mạnh và nó đang kiểu như đang sideways những cái vùng này. Vùng giá này khoảng là từ 6.000 đến 6.500 á, thì thị trường mình nghĩ là cũng đã đến cái thời điểm mà gần như là đáy rồi. Và những cái trường hợp như vậy thì các anh chị có thể là canh những cái vùng 6.000 này để các anh chị có thể mua lên, hoặc là từ 5.500 đến 6.000 thì thị trường thường thường nó sẽ xuống, nó đá top lót, đá những cái mức cắt lỗ của nhiều anh chị á, rồi nó sẽ đi lên. Thì một số các anh chị đang tham gia và chú ý đến cái thị trường coin, Bitcoin thì cũng để ý đến Bitcoin này này để nhắm đến cái thị trường những cái cặp tiền khác. Đa số các anh chị để ý này, hiện tại mà Bitcoin mà đi xuống giảm thì tất cả các đồng tiền đều đi xuống, ít có đồng tiền nào có thể là tăng. Nó có tăng thì cũng tăng một đoạn, nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi, nó tăng một hai ba ngày rồi nó lại đi xuống theo xu hướng, nó vẫn là một xu hướng giảm. Nên là cái quan trọng nhất mình vẫn phải dựa vào Bitcoin để mình phân tích cái thị trường này. Thì hiện tại nhìn trên chart biểu đồ thì các anh chị thấy đó, dấu hiệu đảo chiều thì nó chưa có dấu hiệu gì hết, tất cả là nó đang hỗ trợ một cái xu hướng là giảm.
đúng không? Khi hiện tại các anh chị mà vào mua cũng chỉ là mua bắt đáy thôi, mua ở cái vùng giá hỗ trợ này và bắt đáy. Đó. Thì nếu mà các anh chị bắt được cái giá đáy này, đây là một đáy đẹp, đây các anh chị này, nếu các anh chị để ý này, ở đây là một cái mức hỗ trợ này, đây một bắt đáy một lần này là rất tốt này, vì là về hỗ trợ này thì mình cứ mua lên thôi, đó lên đây là mình ăn được khá nhiều này. Lần thứ hai mình bắt đáy này, đây đây cũng là một cái vùng hỗ trợ của cái này đó, mình đã lên đây rồi. Và đây này, đó vùng bắt đáy này nó lên một tí một nó lại xuống, thì cái này nó đang kiểu như là cái mô hình tam giác đó, nó đang sideways về cái vùng tam giác này và nó cũng chỉ chờ là bật lên. Nếu mà nó bật lên được, nó phá qua được cái vùng tam giác này thì xu hướng nó có thể là hình thành xu hướng tăng, còn không thì nó có thể là phá cái tam giác này. Đây các anh chị để ý này, nó phá xuống dưới đây thì cái khi đó cái mức hỗ trợ của mình phải chờ đợi là những cái lại đến những cái mức này, đây là một cái đỉnh cũ của nó, đây nhất là đây là một cái đỉnh cũ của nó sẽ hỗ trợ những cái, nó sẽ phản ứng tại những cái vùng này. Thì cái vùng giá đây là khoảng vùng giá bao nhiêu, vùng giá bao nhiêu, vùng đá giá đây thì khoảng là từ 4.500 đi, 4.500 đến 4.600 gì đó, cũng là một cái vùng hỗ trợ nữa của giá. Và tiếp theo các anh chị để ý là đây là cũng là một cái vùng hỗ trợ này này, thì thời gian tới sẽ có hai cái vùng này là cái vùng mà mình có thể là chờ đợi lên mua lần nữa, mua tiếp nếu mà thị trường đi xuống. Còn theo chart biểu đồ phân tích thì mọi người các anh chị cũng thấy đó, nó cũng là đang còn một cái xu hướng là giảm đúng không? Hiện tại các anh chị mà vào thì các anh chị cũng xác định là xu hướng bắt đáy thôi, bắt thôi, chứ còn mình cũng không có cơ sở mình dựa vào, mình chỉ có cơ sở mình dựa vào đây là mức hỗ trợ của giá thôi, vùng giá hỗ trợ thì mình vào thôi. Và với những cái anh chị nào mà chưa tham gia thị trường hoặc là đang có ý định tham gia thị trường thì mình nên mua vào cái giá này. Còn những anh chị nào mà mua quá cao rồi, ví dụ phải mua mua phải cái vùng quá cao trên này rồi thì mình nghĩ là mình nên chờ đợi thêm đi. Tại vì nó lên đi thì cái rủi ro của mình cũng hạn chế lại, còn nó xuống thì mình còn cơ hội mình mua rẻ để nó cân bằng nó dễ hơn đó. Thì mình nghĩ là có rất nhiều anh chị đang dính cái giá vùng giá ở trên đây và chưa cắt lỗ được, tại vì là thị trường coi từ cuối năm 2017 đến bây giờ là toàn là xuống không đó. Thì có thể là thời gian tới đến cuối năm, thường thường cuối năm vào từng 6 tháng cuối năm thì thị trường có khả quan hơn, nó thường thường nó sẽ có thể là đi lên. Nên là các anh chị các bạn cũng chú ý nha. Những anh chị nào còn chưa có tham gia thì có thể là vào giải lệnh nhỏ ở cái vùng này. Ví dụ các anh chị có mua tới 20% ở cái vùng này này, nếu mà xuống được đến đây thì mua 30%, còn nếu mà lên thì mình vẫn giữ 20% đó và mình chờ có xu hướng tăng thì mình mua thêm vào thôi. Đó. Thì đó là một cái cách mà để mình giao dịch với BTC và ETH hiện tại. Đây cũng là một cái nguồn, một cái phân tích để cho các anh chị các bạn có cái tham khảo thôi. Còn cái việc là đúng sai là của thị trường, chứ không có mình không phải phân tích đúng không phân tích sai, thị trường quyết định hết. Còn cái phân tích á, là mình dựa trên hệ thống, dựa trên cái những cái nhận định của mình chấp nhận những cái mà xác suất. Ví dụ cái mô hình nào mà thường thường nó xuất hiện nhiều, nó sẽ xảy ra nhiều thì mình chấp nhận với nó thôi, chứ còn không có cái cách nào mà phân tích hàng 100% là đúng cả. Thì nó cũng chỉ có là dựa trên cái tương đối và cái nhận định, cái đưa ra cái quyết định của mỗi cá nhân, mỗi người thôi. Thì mình đó cũng là những cái mà mình nhận định trên cái chart biểu đồ. Còn về mô hình, về giá mô hình nến thì trên cái biểu đồ này nó cũng chưa có thể hiện được gì hết. Đó, mô hình giá thì cũng chưa, mà mô hình nến cũng chưa hết, và nó cũng chỉ mới là xu hướng và hỗ trợ thôi. Là hai cái đó mà các anh chị các bạn có thể là nhìn nhận rõ nhất để có thể là tham gia vào mua Bitcoin lên được không. Đó cũng là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn nha. Anh chị và các bạn nào đang quan tâm thì cũng xem xét và có thể là tham gia đầu tư vào BTC. Rồi mình qua phân tích ETH nha. Ethereum thì như các anh chị cũng đã thấy đó, nó cũng tương tự như ETH thôi. Cái vùng đây là vùng tiếp tục là vùng, một cái vùng hỗ trợ của giá. Thì hôm trước mình cũng bảo các anh chị là nên chờ đợi, cũng không có vội. Nếu mà anh chị mua thì thời gian vừa rồi các anh chị thể thấy này, xu hướng này lên nó chạm xuống này giảm này đó, thì cái xu hướng của nó vẫn là một cái xu hướng giảm, mà nó cũng giống như thể là Bitcoin thôi. Thị trường cũng đang là một cái xu hướng giảm, chưa có dấu hiệu gì đảo chiều tăng, và nó đang tiến gần lại những cái vùng hỗ trợ giá. Thì mình cũng đã, với những người mà người ta chờ đợi được thì người ta cũng chờ đợi những cái mức hỗ trợ giá này, người ta mới mà vào mua lên thôi, thì sẽ được những cái mức giá tốt nhất. Thì ở những cái vùng này anh chị nào chưa mua thì mình cũng khuyên giống Bitcoin đó, các anh chị có thể là mua lên một ít để mình có thể là mình chờ đợi thêm cơ hội. Còn
những anh chị nào mà mua rồi thì mình cũng thấy là nên hạn chế lại, tại vì nó đang còn những cái vùng ở dưới đây nữa, thì rất có thể là thị trường nó còn nó bị đẩy xuống mạnh thì vùng giá có thể là xuống dưới đây. Cũng mong thời gian tới là thị trường bên coin nó cũng khả quan hơn. Mình thấy vừa rồi thì từ đầu năm đến giờ thì nó cũng không có khả quan mà nó đi xuống rồi. Thành thế ra đôi lúc mình cũng không muốn làm bên coin nhiều nữa, tại vì nó đưa giá quá xuống quá nhiều. Thường thường mình chỉ mua tích trữ một cái vùng nào đó thôi, mua ít ít dài dài ít đầu tư ném vào đó. Còn về chơi thì mình chủ yếu là tập trung bên forex mình chơi, phải mua lên bán xuống vậy thôi đó. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho các anh chị, hiện tại vùng giá là đang rẻ này, đang là tương đối là thấp so với cái thời gian vừa rồi nó giảm này. Đây đây cũng là những cái vùng mà mình có thể là canh mua lên một phần nào đó của Ethereum. Giá trị của Ethereum cũng là xuống rất nhiều từ khi lên đến 1.300, 1.400 mà giờ đang còn có 4.300, 4.400. Thì những anh chị nào chưa đầu tư vào cái thị trường này thì vào được cái những cái giá này là tương đối là tốt rồi nha. Nếu được cái giá này, nắm bắt được cái giá này là tốt rồi. Thì xu hướng trong dài hạn cũng vậy, với Bitcoin, Ethereum cũng vậy thôi, các anh chị để ý này. Đó. Thì ở cái vùng giá này là tương đối là tốt rồi. Nếu anh chị có thể mua dài vào thì nắm giữ dài hạn thì rất rất là tốt. Quan trọng là các anh chị có còn vốn hay không, hay là những anh chị đã mua ở trên đây rồi thì với là bây giờ với căng thẳng này, với cái khó xử này. Còn những anh chị nào chưa mua hoặc là mới mua ít thì mua cái vùng này là thoải mái hơn, mình mua được giá rẻ hơn rất nhiều mà. Còn thị trường thì có lên có xuống thôi các anh chị, để nếu ai tin được vào công nghệ, tin vào những cái xu hướng thời gian tới thì có thể là tiếp tục tham gia đầu tư vào thôi. Nếu mà mình tham gia vào cái lĩnh vực nào đó, cái bên coin thì lợi nhuận nó rất cao. Nếu các anh chị có lòng tin vào nó, cũng giống như cuối năm ngoái á, cuối năm 2017 đó, cái lòng tin của mọi người này lên với nó giờ là rất là tốt này, rất là lớn này. Đó. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian đó nó sẽ bị suy suy yếu thôi. Anh chị để ý cái khoảng cuối năm này nó biến động rất nhiều. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ nó một ngày nó biến động cũng không có nhiều lắm, cũng tương đối là thấp và nó chủ yếu là sideways. Thì mình cũng khuyên với BTC với ETH từ cái vùng này các anh chị có thể là xem xét mua vào được nhé, và mua đến 20-30% tài khoản thì ok, không sao hết. Mình qua phân tích những cặp bên Forex nha, còn bên coin thì mình tạm thời chỉ nhận định được như vậy thôi. Và tất cả những cái chart biểu đồ thì nó chưa có hình thành một cái xu hướng gì là báo mình là sẽ xu hướng tăng à, và nó cũng đang là giảm và nó nằm ở những cái vùng hỗ trợ của giá, thì mình cũng có thể là vào mình bắt mình mua một ít để được một cái giá tốt thôi, như vậy thôi. Rồi mình qua Forex. Forex thì mình bắt đầu từ vàng đi. Vàng thì nó cũng đang một cái xu hướng tăng. Ở những cái video trước thì mình cũng có nói các anh chị là hình như là cái vùng giá này nó cũng hồi lại, nhưng mà nó cũng đang đi được một hai cây này nó mới hồi. Và các anh chị để ý này, từ cái vị từ khi thị trường đi xuống này, đây là những cái vùng mà hồi EMA 20 và 50 đây, các anh chị để ý này. Là nó hồi về đây, tiếp tục là hồi về. Đây là những cái vị trí mà cái sóng nó nằm ở dưới cái đám mây Ichimoku, các anh chị để ý dưới đám mây Ichimoku này, dưới phá cắt này, EMA 20 và 50 nằm này, và nó sẽ hồi về, nó đi và nó hồi, nó đi và nó hồi thôi. Đó. Thì cái tình hình hiện tại của vàng thì sẽ như thế nào? Đây. Đây là một cái vùng giá nó bị cái vùng hỗ trợ tương đối là tốt. Đây, nếu các anh chị nhìn nhỏ là các anh chị sẽ thấy đây là một vùng hỗ trợ tương đối là tốt. Hôm thứ sáu vừa rồi thì nó cũng phá cái vùng này một chiếu và nó xuống đã top loss rồi nó bật lên. Như mình cũng đã nói thì đây là một đây thêm một cái vùng hỗ trợ này nữa. Thì mình phải phải chờ đợi là nó ở vùng này hay vùng này là hai cái quan trọng. Mình nhìn nến thì sao? Với cái mô hình nến, mô hình giá như vậy thì nó cũng chưa có hỗ trợ gì cho mình làm xu hướng tăng. Về chỉ báo của mình cũng là đang một xu hướng giảm, sóng cũng đang là giảm hết. Thì cái hình thức bây giờ của các anh chị mua mua là như thế nào? Các anh chị có thể là ở đây cũng chỉ là bắt đáy thôi và chấp nhận phải top loss nếu mà các anh chị vào được ở đây. Và ngày thứ hai các anh chị nên chờ một cái dấu hiệu đảo chiều nến nữa thì các anh chị nên vào. Tại vì hôm ngày thứ sáu mình thấy đồng U đã yếu đi lại rất nhiều, đồng USD đã yếu lại rất nhiều, nó không còn mạnh nữa. Thì rất có thể là mình có thể mua được vào cái vùng giá này và mình top loss ở dưới đáy. Vàng hiện tại là so với mình là vàng tương đối là rẻ so với giá hiện tại. Tại vì từ cái vùng từ 1.300 này bây giờ còn có 1.200, nó đã giảm rất là nhiều, thì các anh chị có thể là mua một ít vào vùng này. Và nhìn cái sơ đồ dài hạn, cái biểu đồ dài hạn đó, thì nó cũng đang là nằm ở những cái vùng hỗ trợ. Thì mình cũng
Nghĩ là nếu các anh chị nào mà có thể xem xét thì cũng có thể là mua vàng lên được nha. Vàng đây là mình là một hình thức là mình bắt đáy thôi nha. Sau một xu hướng giảm tương đối là dài thì mình bắt đáy. Còn để mà có một cái tín hiệu nữa thì mình phải chờ thêm tín hiệu một ngày nữa để có ngày hôm sau cái cây đó nó có vượt lên được hay không, hoặc là có chỉ báo, hoặc là có những cái dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hay không thì mình mới vào. Còn hiện tại là nó đang là xu hướng giảm thì đây cũng chỉ là một hình thức là mình bắt đáy tại mức hỗ trợ thôi, và mình phải top lót. Nếu mà hình thức bắt đáy này thì mình phải top lót rồi, thì như các anh chị đã biết rồi, mình cũng đã nói rồi đó. Mình qua UG thời gian vừa qua thì mình đã thấy được rất nhiều, mình đã thấy được những cái mà UG sẽ tăng là vì sao. Anh chị để ý những cái ngưỡng của nó này, đây là một cái ngưỡng, và cái thị trường này nó lên nó test lại cái ngưỡng này 3 lần. Đây cái ngưỡng ngưỡng kháng cự của nó test lên 3 lần, anh chị để ý một lần này, hai lần này, và lần những cái lần nó rút cây nến này, nó rút cây nến này các anh chị để ý này, nó về nó rút lên, đây rút lên, rút tất cả đây. Thì cái chỗ này là mình đã biết là nó có thể là phá ở đây rồi. Thì là UG cũng là một cặp đẹp, nếu các anh chị nào mà biết được ở những cái vùng này này, đây, nhìn được cái vùng nến này này. Quan sát nến rất quan trọng nha. Không phải một phát là nó phá luôn được cái mức kháng cự này, các anh chị để ý nó lên này, test lại này, lên này, test lại đến lần thứ cuối thứ tư nó mới test ra được. Đó, và các anh chị phải nhìn được cái mô hình nến nó rút này. Sau một cái cây nến kết thúc các anh chị phải nhìn được này, tại sao là nó đến EMA 20 và nó bị đẩy lên hết. Đó, đẩy lên. Thì những cây nến tiếp theo á, các anh chị chỉ ăn được một cây thôi là cũng là tốt rồi. Những cây nến tiếp theo là các anh chị đoán được là nó có lên hay xuống. Tại vì rất nhiều cái trường hợp nó gặp vô những cái trường hợp như thế này rồi. Có những cái trường hợp cơ hội đẹp như vậy thì nên mình nên tận dụng nó. Còn ở cái vùng hiện tại vùng kháng cự của nó là vẫn là vùng trên đây. Đây là một cái vùng kháng cự tương đối là dày và tương đối là lớn đây. Thì với mình thì UG mình vẫn chờ đợi, mình chưa có vội vàng. Đây nó vô vô đúng cái vùng kháng cự này, nó chuẩn bị nhận vô này. Và nó cũng mới bắt đầu là lên thôi, thì cái xu hướng này mình nghĩ là UG đang còn lên nữa. UG thì đang còn lên nữa, với cái mô hình này chưa có vội bắt bắt UG. Theo những cái mà mô hình sóng, mô hình nến từ trước đến giờ mình quan sát thì UG có thể đã còn lên nữa. Và cái vùng mà mình chờ bắt đó là mình chờ bắt trên cái vùng này hoặc là trên sát cái vùng này thì là mình mới sell xuống, còn cái vùng này là mình nghĩ là nó đang còn lên nữa. Nếu mà lên đến trên đây được thì chắc chắn là mình sẽ sell, còn nếu mà không thì mình sẽ chờ thêm những cái tín hiệu xác nhận, hoặc là mình có thể buy lên ngắn hạn và top lot trên H1 này. Trên H1 đấy các bạn có thể là vào buy này, đây này. Các bạn để mọi người có thể để các anh chị để ý này, một cái xu hướng tăng là nó luôn đi về rồi nó hồi này. Ở đây hồi. Có thể là còn lên nữa. Cái vấn đề là đồng U á, USD từ hôm thứ sáu nó có một cái sự thay đổi tương đối là mạnh, là nó đang ăn mạnh. Có nghĩa là thay đổi tương đối là lớn á, nó đang rất là mạnh và nó đã giảm xuống tương đối là thấp. Thì mình phải chờ đợi ngày tín thứ hai hoặc thứ ba nó có tín hiệu như thế nào thì mình mới quyết định được cái vùng này nha. Còn hiện tại thì mình không nên vội buy và cũng không nên vội sell cái vùng này. Đó. Nếu mà mình buy mình sell là sell những cái cây đầu tiên, cây đây này. Đây những cái dấu hiệu rút nến này. Còn nó lên trên này rất có thể là nó lại hồi về là nó phải đi. Đó, cái thị trường này nó vậy đó. Các anh chị phải hiểu được cái sóng hồi và nó hồi về cái vùng nào á rồi nó mới đi. Giống vàng này. Các anh chị để ý vàng chưa? Nếu các anh chị nhìn mà quan sát được á, các anh chị sẽ thấy này, nó đi nó không đi theo đường thẳng, mình sẽ vẽ cho nó này, nó đi nó test lại vùng EMA 20 50 thấy chưa? Anh chị để ý nè. Đi test về đây. Cái sóng của nó là như vậy, cái kiểu như vậy, nó luôn test về rồi nó mới đi chứ không các anh chị. Nhưng mà các anh chị phải hiểu được là nó test về cái vùng nào, nó về cái vùng nào rồi mới nó mới đi. Đó, anh chị để ý thấy sóng chưa? Và theo sóng thì cái sóng này cũng tương đối là lớn rồi. Đó, nó test tiếp. Test hai lần đáy. Thì đó đó cũng là một cái mà các anh chị để ý là sóng là nó đi nó không không có đi một đường thẳng và nó luôn có sự cái điểm hồi của nó, nên UG cũng vậy. Các anh chị cũng nên cẩn thận nha. Ví dụ cẩn thận, ví dụ buy hay sell thì mình cũng nên cẩn thận. Sell thì mình cũng chưa đến cái vùng sell rồi, chắc chắn là sell chưa đến vùng sell. Sell là mình phải chờ đợi lên những cái vùng cao thật cao như vậy này, tại vì đánh ngược xu hướng thì nó sell lên trên đây đi. Giả sử nó có thị trường nó có lên được, sóng nó có lên được trên đây đi, các anh chị sell xuống thì mình chỉ cần là nó đi lên hơn một tí nữa, mình ăn được cái sóng hồi của nó là mình cũng không bị lỗ rồi. Đó nên cũng phải bắt buộc là mình phải chờ đợi những cơ hội sao cho nó tốt nha. Còn xu hướng hiện tại nó vẫn là xu hướng tăng á. Mình qua EU. EU thời gian vừa qua thì nó cũng quay lại nó test. Đây các anh chị để ý nó quay lại nó test đây. Nó test là EMA 20 hai lần này, EMA 20 và 50 này. Đây cái vùng này đúng không? Đẹp không? Nó xuống nó lại test lại tiếp. Đây nó lại test lại.
Đó. Quan trọng là các anh chị để ý sóng và phải tìm được những cái dấu hiệu mà các anh chị tin tưởng vào. Còn những cái vị trí như vậy quá sâu rồi mình không phải chờ đợi, không không vào lệnh nữa, và mình nên chờ đợi. Hoặc là như cặp này này, dấu hiệu không quá đẹp thì mình không nên vào. Ví dụ cái không phải là cặp nào cũng vào được, tín hiệu lúc nào cũng vào được. Thứ nhất là mô hình giá chưa xuất hiện này. Mô hình giá có nghĩa là đỉnh đáy đó, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, chưa có xuất hiện mô hình tăng này. Đó là mình không nên, chưa nên vào rồi. Mình cũng phải nên chờ đợi thêm cái xác nhận ngày thứ hai coi sao nha. Tại vì mình thấy nó rút chân ngày thứ sáu cũng là tương đối là lớn rồi, giống như mấy cặp kia thôi, do đồng xu nó giảm đột ngột nên là nó rút chân tương đối là mạnh, thì mình phải chờ đợi thêm những cái dấu hiệu nến xác nhận đó thì mình mới vào nha. Rồi mình qua GU, tương tự GU cũng vậy này, nhưng mà GU là một cái cơ hội cho các anh chị có thể là mua lên nha. Mình khuyến khích GU trong dài hạn, các anh chị để ý này, sau một cái xu hướng nó giảm tương đối là mạnh, GU giảm tương đối là mạnh này. Đây này, sau nó tăng đúng không, và cái sóng này mình rất nghĩ là cái sóng hồi thôi, cái sóng này rất có thể là sóng hồi và nó sẽ là một cái xu chu trình để nó đi tiếp GU đó. Thì ở cái vị trí này các anh chị có thể là GU là một cặp tương đối là mạnh, đây G đang rất là mạnh này, đồng bảng Anh rất là mạnh và đồng USD tương đối là yếu, thì cặp này các anh chị tuần sau các anh chị có thể là canh hồi về là và mua nha, mình canh hồi về nha. Đây cái cây nến, thân nến này rút rút rất là mạnh, thì GU là tuần sau các anh chị nên tập trung vào GU là nhiều, chứ còn đừng có như thể EU các thứ thì mình nên chờ đợi, còn GU thì các anh chị nên tập trung vào nhiều nha. Cái mà mình muốn nói các anh chị ở đây á là các anh chị cái xu hướng này, vẫn là cái xu hướng, khi một cái xu hướng nó hình thành các anh chị phải biết được là nó đi thế nào và nó hồi thế nào. Đây có rất nhiều cái cặp nó hồi rất rất dễ để cho các anh chị biết, đây này nó hồi về đâu. Giả sử các anh chị có đánh ngược xu hướng đi, ví dụ ở dưới đây các anh chị có tham hoặc là quá vội mình bắt, như mình nhiều lúc cũng bắt chứ không, bắt ở đây đi, nhưng mà quan trọng là nhiều người người ta sẽ để rất dài và nhiều người để ngắn, thì thưa như mình thì mình sẽ là sao, như mình thường thường mình sẽ bắt được đúng không, mình sẽ về đây mình cắt hết gần EMA 20 và 50 là mình cắt hết, tại vì là mình xác định được cái vùng đó rất có thể là vùng hồi chứ không phải ấy. Hoặc là ngày ngày trước mình có thể là mình bắt này GU ở đây đi, ở vùng giá này mình giải lệnh, cái vùng giá này mình ăn, ừ ăn về đâu, ăn về gần đường EMA 20 là mình cắt hết đó, rồi lại chờ xuống này, rồi chờ xuống, thường thường nó hồi về là cái sóng hồi nó hồi về nó xuống là nó sẽ thường thường phá cái đáy tiếp theo, thì cái vùng mình chờ là mình sẽ lại phải chờ ở những cái vùng nó phá đáy thì mình mới mua mua lên được tiếp đó, và mình chốt lời ở đâu thì cũng cứ theo cái đó mình chốt lời. Ví dụ ở dưới đây này, ví dụ hôm qua mình có thể mua được vào này, nó xuống mình lại mua tiếp, mua thì ví dụ như bây giờ lên là mình lại chốt lời rồi đó, như kiểu như vậy. Nên có thể có những cái vùng giá mình ăn được rất nhiều lần nhá, mình có được cái lợi nhuận tương đối là tốt như vậy. Thì cái hệ thống, cái phương pháp thì để mà đánh tự do hoặc là cái phương pháp nó tốt như hiện tại với phương pháp mình đang chơi ấy, thì phải cần nhiều kinh nghiệm. Còn mình cũng có những cái phương pháp mà mình hạn chế những rủi ro cho những người mới chơi top lot tới chỗ fit đàng hoàng, thì những anh chị nào cần biết thì cần tham khảo, có những cái vấn đề gì thì cũng nên họ cũng có thể hỏi mình hoặc là có thể tham khảo thêm mọi một số nơi nha, tìm hiểu nhiều, đọc nhiều thì mình thể rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình. Rồi mình qua UCSF. UCSF thì cũng là một lần nữa lên phá đá top lot thôi. Nếu như cái dự định ngày xưa của các anh chị đây này, các anh chị để ý này. Ngày xưa thì thường thường mình đặt top lot khoảng một nó lên nó đá top lot rồi về, thì ở cái vùng này thường thường là các anh chị nếu mà đặt ở ngay sát thì đặt top lot là thường thường bị đá đúng không? Cái cây nến UCSF thì là nến nó cũng rút rất là nhiều, rút 2 phần 3 cây nến, hơn 2 phần 3 hơn 1 phần 2 cây nến rồi. Cái xu hướng này nhìn rất giống là xu hướng tăng á, quan trọng là nó lên nó gặp cái vùng này nó còn giảm, nó giảm rồi với tăng hay sao, nhưng các anh chị để ý nhìn nến những cái vùng dưới đây này là các anh chị có thể là nhìn thấy được là cái mô hình nến nó đang tăng đây. Cái dấu hiệu nó tăng thì thường thường nó giảm nó rõ ràng hơn. Như UCSF ngày trước các anh chị mà xem những cái video, anh chị nào mà xem video nhiều á, ngày trước đúng không? Mình có công nhận, có công nhận mình không? Một loạt UCSF tăng như vậy. Và mình cũng đã khuyên anh chị bắt sell sell ở những cái vùng này. Các anh chị để ý, đây đây cái vùng mình đang chỉ chuột đây nhỉ. Đây đây hướng dẫn các anh chị sell cái vùng này rất nhiều, và các anh chị để ý này, nó sẽ hồi về đâu, vùng EMA 20 và 50 đây, vùng này không có sợ. Nói chung là đánh thường thường anh chị vào nếu mà bay tiếp theo xu hướng là không có sợ, thường thường nếu mà cái sóng mạnh thường thường nó phải hồi về gần đám mây hoặc gần EMA 20 50, các anh chị để ý thấy cái phần này nó luôn hồi về cái phần này và nó đi tiếp, thì đó là những cái dấu hiệu của mà mình nên nhận biết, và các anh chị theo một cái hệ thống hoặc theo một cái phương pháp nào đó. Bây giờ mình nhìn thì mình cũng nhìn chỉ nhìn cái hệ thống của mình thôi. Tất nhiên là phương pháp hoặc là phân tích kỹ thuật nó cũng chỉ hỗ trợ cho mình một phần nào đó.
nó không phải là tuyệt đối, thì nhưng mà mình phải có cơ sở nào đó mình dựa vào, rồi thêm vào đó những cái quản lý vốn, những cái kinh nghiệm với thị trường để mình có tìm được những cái cơ hội nó tốt nhất. Tất cả những cái đồng tiền này nó liên quan đến đồng U, nên đồng U đang biến động á, thì mình phải chờ thêm một cái dấu hiệu nó xác nhận nữa nha. Thì cái mức này cũng đang là mức kháng cự của USDS. Sell thì đang là dấu hiệu tăng thì mình không nên sell. Tại vì không nên sell, nếu mà cái dấu hiệu mà nó tăng quá như vậy này thì mình phải sell xuống, các anh chị biết không? Chứ mình đâu có bao giờ mình nói các anh chị mới được 2 3 cây thì sell xuống đâu. 2 3 cây không sell. Tại vì mình hiểu được là cái thị trường này nó sẽ có sóng hồi, nó sẽ hồi, nên mình cái miễn là mình phải chờ đợi và mình phải vào lệnh nó hợp lý thôi, thì là mình có thể là ăn được, có được lợi nhuận từ thị trường. Mình không bao giờ mình nói các anh chị là mới được một cây là mà các anh chị sell xuống nha. Mình sell nhưng mà phải có cơ sở ở cái vùng nào đó mình mới sell, chứ không có phải được một hai cây nó tăng là vậy cái vùng này là chỉ có buy thôi, cái xu hướng là chỉ có buy thôi chứ không sell. Thì mình nên chờ đợi những cái cặp mà không có dấu hiệu, không có tín hiệu tốt thì mình nên chờ đợi thêm. Rồi mình qua U cạc đi. U cạc thì vừa rồi đây nó cũng về nó test lại, đây là một cái xu hướng U cạc còn đang là một xu hướng tăng như các anh chị đã thấy đây. U cạc là một xu hướng tăng và cái giá trị nó hồi về, các anh chị để ý cái mức hỗ trợ cũ này, và đây nó hội tụ được hai yếu tố này, thứ nhất là hỗ trợ, thứ hai là vùng kháng cự, hỗ trợ của EMA 20 và 50 cũng là một cái vùng để giá nó đi lên. Thì về U cạc á, về chỉ báo dấu hiệu thì nó đang là một cái xu hướng tăng, nó hồi về đây là một cái xu hướng tăng. Các anh chị vào thì các anh chị nên top lot, là buy nên top lot, tại vì là đồng U nó giảm hôm thứ sáu thì mình có những cái nó liên quan đến đồng U nữa, nên cặp này thì cứ rất có thể là cái vùng tới tới nó còn sideways hoặc là nó đi lên, thì mình phải chờ những cây nến ngày thứ hai coi nó thế nào nữa thì nó có lên được hay không. Còn xu hướng nó vẫn là một cái xu hướng tăng nha, như các anh chị đã thấy đó, nó là một cái xu hướng tăng. Rồi mình qua AU đi. AU thì sau một cái xu hướng giảm thì nó cũng đang là một cái xu hướng giảm thôi, nó chưa có dấu hiệu gì đảo chiều. Và các anh chị để chú ý này, để ý thấy một cái xu hướng giảm nó giảm về phần nào. Đây, giảm về những cái mức này. EMA 20 và 50 này. Đây. Tại sao mình nói các anh chị về cái EMA 20 50 rất nhiều, vì là cái đó là một cái vùng để mình xác định được cái mức hỗ trợ, mình thoát lệnh và mình ra vào lệnh thế nào cho nó hợp lý, cho nó tốt. Thì đó cũng là một cái để khi xác định được một xu hướng rồi thì các anh chị có thể là tham khảo và vào lệnh thôi. Từ khi mà xuất hiện được một xu hướng đầu, các anh chị để ý này, thấy sao? Đỉnh sau cao hơn đỉnh, thấp hơn đỉnh trước này, đáy sau thấp hơn đáy trước này, thì khi đó là hình thành một cái xu hướng này, thì những cái điểm mình hồi về là mình canh sell xuống thôi, theo một cái xu hướng của mình thôi. Thì AU những cái cặp liên quan đến U thì mình không nói về nhiều nữa, tại vì là mình cũng đã nói nãy những cặp liên quan đến nãy giờ rồi. Thì cái trường hợp này thì AU cũng rút rút nến này, thì mình phải chờ xác nhận thôi, chờ thêm xác nhận, và có rất có thể là một cái xu hướng tăng tích cực sẽ là trong thời gian tới cho AU. Mình qua NU, tương tự NU luôn nha. NU các anh chị cũng để ý thấy này, những cái vùng giá hồi này. Thật ra nó không có quá khó nếu các anh chị đã nhìn thấy được hoặc là đã hiểu rõ được một cái hệ thống nào đó thì nó cũng không còn quá khó đó. Ví dụ các anh chị có thể là buy ở vùng này đấy, có nhiều anh chị buy thì sẽ giữ tưởng là nó lên nhiều giữ, nhưng mà với mình á, đôi lúc mình buy mình sẽ chốt lời ở đây thôi. Tại vì sao lời ở đây, tại sao nó vào vừa là một cái vùng kháng cự ở đây nữa, và vừa kháng cự EMA 20 và 50 thì là thường thường nó rất mạnh, nó lại bị đẩy xuống đó. Thì tốt nhất mình nên chờ đợi một cái số tín hiệu hoặc là cái xu hướng mới để hình thành nha. Và như mình thì mình giải lệnh buy, thì ở NU thì mình vẫn đang giải lệnh nhé, có thể là mình đang giải lệnh nữa, thì những cái mức nó hồi về thì mình có thể là chờ đợi những cái vùng kháng cự ở trên đây, gặp đám mây rồi gặp kháng cự ở trên đây thì có thể là tương đối là tốt. Rồi mình qua Oji. Oji thì thời gian vừa rồi nó đã phá cái chen này, anh chị để ý không, phá cái chen không, và nó hình thành một mô hình tăng này. Đây, anh chị để ý một cái mô hình tăng của OG này. Thấy chưa? Chắc là thời gian tới thì chắc có thể là OG còn lên hoặc là nó sẽ hồi về và nó tăng tiếp theo những cái mô hình mình phát hiện thôi. Nó đã nến này, các anh chị để ý nến đã vượt qua EMA 20 và 50, nó phá chen này và hình thành một cái chen mới này. Thì cái xu hướng của OG các anh chị bây giờ này thành là một cái xu hướng tăng rồi. Đổi gió đổi chiều rồi. Cái hôm trước thì nó đang là một xu hướng giảm nhưng mà bây giờ nó đã là một cái xu hướng tăng rồi. Đó, nên các anh chị cũng có thể đây là một cái cơ hội đẹp và một cái cặp đẹp, thì mình cũng chờ thêm cái cơ hội tín hiệu nó hồi về và mình buy lên thôi.
Đó là OG nha mọi người. Còn những cái mức kỳ vọng mức của mình thì những cái mức ở trên đây như thế, mức kháng cự ở trên đây thì nó kỳ vọng tiếp theo thì trước hết là mình phải nên chờ đợi nó hồi về 1-2 cây chạm EMA 20 á, rồi mình lại bay lên thôi, bay lên theo cái xu hướng chính của nó. Những cái trường hợp như vậy á, phân tích như vậy á thì các anh chị phải chấp nhận. Ví dụ như bây giờ thì mình không vào này, mình vào khi và chỉ khi xuất hiện cái dấu hiệu này này, hoặc là mình phải chờ đợi nó hồi về. Các anh chị mua được cái vùng giá ở dưới đây thì nên nên để tiếp, còn các anh chị không để thì nên chờ cứ cho nó lên nữa cũng được, nhưng mà phải chờ về cái sóng hồi đó để mình mua được cái giá tốt. Khi mà mình mua ở những cái sóng hồi khi mà xu hướng đã hình thành xác định rồi, đây các anh chị để ý xu hướng này, mình cứ dựa vào xu hướng này đỉnh sau. Ví dụ là nói hoặc là làm thì nó phải dựa vào một cái cơ sở nào đó cho mình, cái hệ thống cũng vậy thôi. Có thể là lần này mình sai nhưng mà nó là một cái mà mình đã áp dụng rất nhiều từ xưa đến giờ rồi, nó đúng nhiều thì mình theo nó thôi, còn nó sai thì mình có cách sai của mình hướng trợ mình sửa lỗi cắt lỗ của mình. Đó là một cái cách, đó là của mỗi người, tùy theo mỗi người thôi. Thì đây là một cái xu hướng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, là một xu hướng tăng hình thành. Thứ hai là phá chen, thứ ba là nó nằm trên EMA 20 50 và mô hình nến là rất đẹp. Thì cái điểm mình chờ về là chờ chạm EMA 20 và 50, các anh chị có thể là mua lên nha. Rồi tiếp tục mình theo EG. EG cũng là một cái mà mình, các anh chị các bạn có thể là tham khảo là một cái xu hướng hình thành, là một xu hướng tăng, cái gì để ý này. Đây thì tuần vừa qua EG là tương đối là đẹp, tại vì là cái xu hướng nó hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và những cái vị trí nó hồi về, các anh chị để ý hồi về này, đây EMA 20 và 50, đây cái vùng này các anh chị để ý nhá, hồi hồi về giật, hồi về giật lên đó. Thì hiện giá hiện tại thì cầm này cũng tương đối là tốt, thì các anh chị cứ theo và nằm trên EMA 20, nằm trên đám mây Ichimoku luôn, nên là đây cũng là một cơ hội cho các anh chị buy. Nhưng mà có một cái dài hạn các anh chị chú ý là EG cũng đã lên cái vị trí tương đối là cao, và cái đường trong tháng, trong tuần, cái nến tuần thì cũng là đang còn rất có thể là nó sẽ đổi chiều rất nhanh. Đây các anh chị để ý, nó đang hội tụ dần dần về một cái vùng giá sideways đây, và nó hội tụ về nó giảm. Thì đây cũng là một cái mà mình nên chú ý đến, lâu lâu các anh chị phải nhìn đến những cái biểu đồ dài hơn để mình có cách tổng quan hơn, vì thị trường nó đã lên rất nhiều rồi thì mình nên hạn chế lại và mình nên thăm dò. Xu hướng thì xu hướng tăng, nhưng mà nếu mà có cơ hội tốt thì các anh chị chỉ ăn được lên đến một cái vùng nào trên này thôi và cắt lên, và bắt đầu là mình tìm tín hiệu mình sell xuống. Chứ còn mình nghĩ về EG thì nó cũng không còn lên được nhiều đâu. Với cái này trong dài hạn này nó cũng có thể là suy thoái và nó đi xuống này, thì nó đảo chiều nó đi xuống. Các anh chị để ý vùng giá, vùng nến và EMA 20 nó đã hội tụ về một nơi rồi, và cái khả năng nó đi lên cao thì tương đối là khó, nó không có đơn giản đâu. Còn lên được những cái vùng cao này thì mình có nhiều cơ hội hơn, mình sell xuống rồi. Đó cũng là tùy quyết định của anh chị và các bạn. Còn mình thì cứ buy là mình buy thôi, ví dụ buy thì mình top loss thôi. Nếu anh chị buy, ví dụ anh chị đây này để ý này, nếu mà mình vào lệnh buy thì mình top loss ở những cái vùng dưới này, chấp nhận nó mà đảo chiều xuống. Thì ví dụ như cái vùng này thì các anh chị mà vào buy thì các anh chị nên top loss cái vùng này, tại vì khi mà nến nó đảo chiều, nến nến nó đi xuống phá được cái vùng này á, là coi như là cái xu hướng nó đã thay đổi rồi. Về EG cũng là một cặp tương đối là tốt, EG cũng vậy, EG cũng các anh chị cũng có thể là một xu hướng tăng trong thời gian tới. Thì tuần này thì các anh chị cũng có một số đồng liên quan đồng U thì phải cần đến cái tín hiệu ngày thứ hai thứ ba mình mới xác nhận được cái xu hướng của thị trường, và cũng còn một số cái cặp đẹp. Thì thời gian này thì về những cái nhận định những cặp tuần tới các anh chị có thể là tham khảo, như thể là BTC, BETH thì các anh chị thể mua nhỏ lên này, EG thì có thể buy liền được này, EG thì chờ hồi về rồi buy này, vàng vàng thì các anh chị cũng có thể là xem xét buy được nhỏ cái vùng này, buy nhỏ thôi nha, và xem tình hình thế nào. Đó GU nữa, GU cũng buy mà vàng cũng buy, là hai cặp mà mình cảm thấy là có thể là buy được rồi. GU thì tương đối là tốt, mạnh, cái cây nến rút như vậy là tương đối là mạnh, khả năng là lên tiếp là rất là cao nha. Rồi thì mình cũng đưa ra một số cái nhận định đó để cho các anh chị và các bạn có những cái tham khảo thôi. Thì tuần vừa là tuần này cũng không có nhiều cái tín hiệu đẹp, thì mình cũng tham khảo như vậy. Rồi cái cách giao dịch hoặc là cái chọn cặp giao dịch thì cũng các anh chị các bạn cũng quan tâm và theo theo dõi, và được cái vị trí nào tốt
thì các anh chị có thể vào nha. Còn cái hệ thống và cái phương pháp thì của mỗi người tương đối là có thể là khác nhau. Có nhiều anh chị nhìn nến thường, nhiều anh chị nhìn được nến Ekansi này. Thì nếu anh chị nào đang theo hệ thống mình cần mình giúp đỡ cái gì thì cũng liên hệ mình và mình hỗ trợ. Thì thông tin thì mình để ở dưới video đó. Thì các anh chị có những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề gì thì các anh chị cứ comment bên dưới thì mình sẽ giải thích, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người nhiều hơn nhưng mà đôi lúc vì khoảng cách, vì cái công việc nữa cũng còn nhiều thứ nên là nếu mà mình chia thời gian tới mình chia sẻ được nhiều hơn thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ được mọi người thì nhiều hơn nha. Thì cũng mong các anh chị cố gắng đầu tư học hỏi và tìm hiểu có thêm được nguồn kiến thức để tham gia vào thị trường này. Thì thị trường này cái người thành công tương đối là ít, thì các anh chị cũng tìm hiểu và cũng nên là có những cái suy nghĩ thận trọng với cái thị trường này nha. Thì đó là những cái mà mình cũng biết được từ cái thời gian mình cũng tham gia. Khi giờ thời gian có rất nhiều anh chị tham gia vào thị trường này cũng đã thua lỗ và cũng đã có từng cái chán nản. Thì ai khi đi vào thị trường này thì cũng có những cái khoảng cách, những cái khoảng thời gian như vậy hết thôi. Khoảng thời gian tìm hiểu điên cuồng hết hệ thống này hết hệ thống kia rồi cũng là thử rồi mất số vốn này số vốn kia, nhưng mà quan trọng là trải qua những cái vấn đề đó các anh chị có rút được cho mình những cái kinh nghiệm gì không, tin tưởng vào đâu, chọn cái con đường cái định hướng riêng cho mình để mình có thể phát triển tiếp và mình cố gắng tiếp. Còn những anh chị nào mà từ bỏ không còn tham gia, không còn đã chán nản hoặc là thua lỗ quá nhiều thì đó là những cái anh chị đã thất bại rồi, không còn thành công, không còn có cơ hội với thị trường nữa. Có rất nhiều người như vậy đó, đa số mình nghĩ là thua lỗ là do không có kinh nghiệm và do không có kiến thức nhiều thôi, không có một người định hướng tốt. Cái quan trọng các anh chị phải tìm được một người, khi các anh chị mới tham gia vào thị trường thì các anh chị phải tìm được một người mà có kiến thức và có tâm, người ta định hướng cho các anh chị cái con đường mà các anh chị đi á. Ví dụ là các anh chị phải biết được từng nào khi nào cần vào thị trường, cái vốn mình vào bao nhiêu để mình hạn chế, hoặc là người ta có thể nhìn nhận được các bạn là các bạn đã đến cái lúc các bạn có thể chơi được tiền thật hay không. Đó là cái đó là quan trọng. Có người để kiểm soát được những cái tâm lý, những cái mà các bạn giao dịch đó, để cho rút ra được khuyên lời khuyên cho các bạn, rút ra được những cái kinh nghiệm cho các bạn tốt hơn. Thì đó là các bạn cũng phải cần tham khảo. Còn những cái anh chị mà có thể tự tìm tòi, tự học hỏi trên mạng thì cũng là rất là tốt. Thì đó cũng là một cái con đường. Nhưng mà ở trên đó thì các anh chị phải là một người mà phải có những cái suy nghĩ và những cái quyết định nó thật sự là tốt kia, nó sáng suốt kia. Chứ còn đôi khi lúc thông tin trên mạng thì nó rất nhiều và nó nhiều lắm, nên là cái nào tốt cái nào hay thì các anh chị cũng phải biết chọn lọc đó. Thì đó là những cái lời khuyên cho các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn có thể tốt hơn trong thị trường này. Thì một lần nữa mình cũng muốn là các anh chị quan tâm thì cũng chia sẻ những cái video, những cái phân tích, những cái lời khuyên của mình cho mọi người cùng biết và đăng ký kênh và cùng ủng hộ mình nhé. Nếu anh chị nào các bạn mà đang chưa tham gia, chưa Facebook thì cũng có thể là kết bạn Facebook mình, theo dõi cái Facebook này nhé. Để có gì mình hỗ trợ thêm cho các anh chị và các bạn. Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và tuần mới giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.